Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Tham mưu Quân khu 2, từ ngày 20 tháng 7 vừa qua, đơn vị này đã phát hiện đàn châu chấu xâm nhập từ hướng biên giới Trung Quốc vào địa bàn xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, phá hoại rừng và hoa màu. Ước tính có khoảng 40 hecta rừng tre nứa và 20 hecta hoa màu ở khu vực này bị thiệt hại. Vâng, và theo các ngành chức năng thì đàn châu chấu xâm nhập vào tỉnh Điện Biên là châu chấu tre lưng vàng, không phải là châu chấu sa mạc đang tàn phá các nước châu Phi và Tây Á. Hiện ngành bảo vệ thực vật đã kiểm soát tốt đàn châu chấu tre tại Điện Biên, đồng thời chủ động sẵn sàng kịch bản ứng phó với châu chấu sa mạc. Tháng 7 năm nay, từ Trung Quốc, châu chấu tre vào Điện Biên với một độ đàn nhỏ gây thiệt hại khoảng 20 hectare diện tích đất nông nghiệp. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, đây là hiện tượng dịch hại di trú theo tập tính hàng năm, không có gì bất thường và địa phương đã phòng trừ hiệu quả. Thì nói chung là tình hình cho đến bây giờ là chưa vấn đề gì cả. Nhưng nói như vậy thì chúng ta không thể là chủ quan được. Và hiện nay tôi cũng rất là lo với cái sự biến đổi của khí hậu khôn lường như vậy, thay đổi hướng gió một cách liên tục thì nó sẽ lại di trú ngược trở lại đối với chúng ta. Thế thì chính vì vậy là Cục cũng đã liên tục chỉ đạo và yêu cầu các địa phương rất là chủ động trong cái vấn đề là áp dụng các biện pháp phòng trừ mà Cục đã hướng dẫn, từ biện pháp sinh học, biện pháp hóa học và đặc biệt là cái dự tính dự báo từ xa và nắm bắt đầy đủ các quy luật của cái châu chấu tre lưng vàng này. Trước lo ngại đại dịch châu chấu sa mạc đang tàn phá các nước châu Phi và Ấn Độ có thể xâm nhập nước ta, Cục Bảo vệ Thực vật cho rằng khả năng này là rất thấp, nhưng không phải là không có nguy cơ. Bởi lẽ, để xâm nhập vào Việt Nam, loài châu chấu này sẽ phải đi theo hướng Tây Tạng và vượt qua dãy núi Himalaya. Vì thế, các cơ quan chức năng vẫn phải sẵn sàng kịch bản ứng phó. Đây thì hiện nay thì là chúng tôi đang làm hợp tác rất là chặt chẽ với thứ nhất là Bộ Khoa học Công nghệ, để chúng ta là có các cái giải pháp về mặt kỹ thuật trước, để từ góc độ là kiểm soát từ xa, đúng là vậy, dự đoán từ xa và theo dõi được từ xa, thì những cái phần mềm về sử dụng các cái ảnh vệ tinh và tính toán các cái lượng châu chấu sa mạc cũng như là đo được cái diện tích đàn là bao nhiêu, thì cái này là chúng tôi cũng đang bàn với Bộ Khoa học để làm sao giải quyết được cái mục tiêu đầu tiên ấy, là phải xác định và ngăn chặn và phát hiện từ xa. Hiện ngành bảo vệ thực vật đã có đủ các loại thuốc diệt trừ cả châu chấu tre và châu chấu sa mạc. Để ứng phó châu chấu sa mạc, việc sử dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc cũng đã được tính đến. Theo đó, Cục Bảo vệ Thực vật đang phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng lên phương án tổ chức diễn tập phòng trừ châu chấu sa mạc để sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống.